Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đang ghi nhận dòng tiền chảy ra với tốc độ nhanh chóng. Thị trường tiền điện tử có dấu hiệu phục hồi sau một chuỗi dòng tiền rút ra, với Bitcoin ghi nhận một số lần thoát ra quy mô lớn. Dữ liệu on-chain cho thấy ngày càng có nhiều người nắm giữ Bitcoin dài hạn di chuyển tài sản theo tình hình thị trường hiện tại. Dữ liệu được cung cấp bởi công ty phân tích chuỗi CryptoQuant đã cho thấy dòng tiền chảy ra khổng lồ 17.000 Bitcoin từ Coinbase. Đây là dòng tiền chảy ra lớn thứ hai trong tuần này, với dòng đầu tiên là 16.800 Bitcoin. Theo đề xuất của công ty, nguyên nhân của điều này có thể nằm ở việc mua hàng của các tổ chức hoặc quỹ ETF Bitcoin Spot. Sự quan tâm của tổ chức đối với Bitcoin đã tăng lên kể từ khi ETF được giới thiệu. Những nhà đầu tư này thường mua Bitcoin với số lượng lớn trên các sàn giao dịch và chuyển chúng vào ví. Dòng tiền chảy ra lớn trùng hợp với sự sụt giảm lớn về giá của Bitcoin khiến tiền điện tử này giảm xuống gần 65.000 đô la. Các nhà phân tích tại CryptoQuant chỉ ra sự thay đổi trong tỷ lệ cung cấp Bitcoin từ những người nắm giữ lâu dài để xem các nhà đầu tư lớn này nhìn nhận thị trường như thế nào. Hiện tại, nhóm chủ sở hữu này đang bán tài sản của họ khiến giá Bitcoin lao dốc nhanh chóng. Bitcoin đã tăng lên 73.000 đô la, ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại. Giá sau đó đã điều chỉnh và hiện tại được giao dịch ở mức hơn 66.000 đô. Các đợt thanh lý gần đây và các yếu tố kinh tế vĩ mô đã khiến giá giảm, dẫn đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường bị suy yếu. Ở cả hai phía, các nhà phân tích đã nhận xét về tác động và lợi ích của việc bán tài sản tiền điện tử trong dài hạn. Lý do chính cho việc bán tài sản nhanh chóng là để thu được lợi nhuận sau một đợt tăng giá. Thoát khỏi thị trường gấu năm 2022, Bitcoin đã mất khoảng 55% giá trị. Mức tăng trên 70.000 đô la là một mức chênh lệch lớn đối với một số chủ sở hữu đang tìm cách kiếm lợi nhuận thông qua việc chuyển đổi trên thị trường. Những người nắm giữ dài hạn có thể thu được lợi nhuận sau khi giá tăng đáng kể, tương tự như những gì đã xảy ra trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá năm 2021, khi Bitcoin vừa có mức cao nhất mọi thời đại năm 2018. Thu lợi nhuận là một chiến lược phổ biến của các nhà đầu tư, đặc biệt là sau khi chứng kiến lợi nhuận đáng kể về giá trị khoản đầu tư của họ. Các nhà bình luận tài sản kỹ thuật số coi việc giảm giá là một điểm vào lệnh tốt trước các hoạt động tăng giá như đợt Bitcoin halving sắp tới. Nguồn cung giảm cùng với hoạt động tăng giá sẽ tạo ra sự tăng đột biến, đưa tài sản lên mức cao mới. Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn có thể cân bằng lại vị thế của họ trước sự kiện halving dẫn đến dòng tiền chảy ra ngoài. Nhu cầu tăng có thể hỗ trợ giá tài sản trong thời gian dài, trong khi các chuyên gia cũng xem việc bán để tái đầu tư lợi nhuận tích lũy với mức giá rẻ hơn. Điều này có thể xảy ra khi các tự đào chuyển tài sản từ kho dự trữ Bitcoin sang các sàn giao dịch tập trung. Thông tin tiếp theo, các quy định không thuận lợi của chính phủ, việc từ chối thanh toán có thể khiến mọi người bắt tay vào cuộc chơi tiền điện tử và stablecoin. Ví stablecoin đã nổi lên như một lựa chọn an toàn và khả thi để mọi người có thể gửi tiền phi tập trung và tránh xa chính phủ. Forbes nhấn mạnh rằng, việc từ chối thanh toán, các chính sách không thuận lợi của chính phủ có thể khiến mọi người nhảy vào cuộc đua tiền điện tử và stablecoin. Cơ sở dữ liệu Fintech toàn cầu của Ngân hàng Thế giới năm 2021 báo cáo rằng, 76% dân số trưởng thành trên toàn cầu sở hữu một loại tài khoản nào đó. Tuy nhiên, các ngân hàng thường hành động theo ý mình, đôi khi rất thất thường. Ngay cả vào năm 2024, việc có tài khoản ngân hàng không có nghĩa là bạn sẽ không gặp phải tình trạng bất ổn tài chính vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Vì điều này, việc duy trì một ví tiền điện tử chứa stablecoin có thể là biện pháp bảo vệ tốt nhất của công chúng trước các tổ chức không đáng tin cậy. Và thông tin cuối cùng, XRP đã tăng vọt 80% về khối lượng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh. Khối lượng giao dịch XRP được phát hiện đã tăng vọt 80% với giá trị vượt 4 tỷ đô la. Theo báo cáo của CoinGlass, riêng các công cụ phái sinh đã chiếm 2,16 tỷ đô, trong khi thị trường giao ngay tăng thêm 1,9 tỷ đô. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch XRP đi lên này xuất hiện trong bối cảnh thị trường giảm, trong đó các vị thế trị giá hơn 400 triệu đô la đã buộc phải đóng cửa, 85,5% trong số đó là các vị thế mua. XRP thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn, với 94% vị thế hợp đồng tương lai được thanh lý đại diện cho các vị thế mua, tổng trị giá 5,47 triệu đô. Sự tăng trưởng lớn về khối lượng giao dịch này trùng hợp với việc giá XRP giảm đột ngột, gây ra lệnh dừng lỗ và lệnh gọi ký quỹ, khiến người mua nhanh chóng thanh lý số tiền nắm giữ của họ. Do đó, khối lượng giao dịch của XRP đã tăng mạnh, cho thấy hoạt động thị trường tăng cao trong bối cảnh thanh lý và bán tháo lớn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.